cái gì khác cái việc đây nữa. Họ quên họ mua đây thì họ mua biểu đây lại họ ra đây có bộ thuốc không biết để lao sợ hư. Thằng cô nó bữa anh tới vô nhà chơi lắm nó thấy có hai bị mụn nhiều chỉ ra gái ra kêu về tỉnh đạp không chị? Chị đạp chưa để chị chứ khó chịu quá thâu bình thường có lẫn mất thời gian với lại mà mình đau nâu nào cái sự làm cũng thấy cũng hơi vì sợ đó làm trên đồ vậy đập cái le rồi làm lại nó cũng mệt lắm nha. Chồng có cái hướng gì biểu găm cám dạo này quay chán rồi quái rồi răng xí 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 khó không ra con trên những cái ra dây dây dây
ngậm như vàng. Lần ăn sầu dưới. Xíu 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 xíu. Hồi trước mấy cái 6 cái 8 cái lần đầu 8. Lâu nay bạn dùng kem chứ có nha. Hồi nó bị nhiều quá, 8 cái luôn vậy nhá. Giờ hết rồi. Nhẹ thôi chứ nhiều quá. Phải hết chứ.
Nhìn không ra luôn. Nhiều quá kìa. Đủ giờ vậy. À, mệt quá. Để coi tìm tìm. Đồ này xí. Mụn nấy vui.